Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay hình như là ngày 17 Tây tháng 7 năm 2024. Cũng như là đầu tiên, mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Hôm nay là không có cà phê muối để uống, này là uống cà phê nhà nha các bạn, cà phê đen ở nhà rất là ngon. Mà cũng không phải có nhà pha đó mà có một người cô pha cho và tặng cho em. Đã quá. Chờ hồi nãy giờ lên tới đây mới mời các bạn uống đó, chứ nãy giờ chưa dám uống đó. Ta thấy đi có 15 phút rồi tới đây rồi, cho nên thôi chờ luôn. Giờ lúc đó mà quay phim xong rồi mà sẵn đó mời các bạn uống luôn. Ok. Hôm qua thì các bạn cũng mọi người cũng đã biết được cái thông tin về hôm nay chia sẻ hai cái thông tin quan trọng. Cái thông tin về 6 người Việt đã bị thảm sát, tức là bị ngộ độc đó các bạn, chứ không phải bị giết, cũng không bị gì hết, ở bên Thái Lan, Bangkok, ở hình như là khách sạn Hyatt Grand Hyatt, là một trong những cái khách sạn cũng là thuộc loại cao cấp đó các bạn. Thì có hai người là bởi Việt Kiều, như Việt Kiều Mỹ. Thì lúc đó em vừa nghe cái tin trên Facebook, cái xong rồi các bạn biết gì không? Em gọi cho bạn em liền. Bạn em là Trinh, đang đi cũng là cúp đúng lúc đi qua bên Thái Lan cùng nhóm với lại Phương Loan, nhóm với lại Hồng Loan, con gái của Vũ Linh, con gái của có nghệ sĩ Vũ Linh đó các bạn, cũng như là Ni, rồi nguyên một nhóm rất là đông đi chung với nhau đi qua bên Thái Lan. Thì em nghe tin sao có 6 người mà có 2 người Việt Kiều, tại vì Trinh là Việt Kiều Mỹ, xong mà thêm một đứa con của Trinh cũng là Việt Kiều Mỹ nữa, cho nên em lo lắng, lập tức em gọi điện thoại liền. Em gọi thì không vô tại vì bên đó mạng yếu quá, xong rồi nhắn tin thì có gọi lại nhưng mà cái mạng rất là yếu, nghe không có rõ. Nhưng mà thì em muốn chắc chắn coi mọi người có an toàn hay không, bên Hồng Loan có an toàn hay không, nhưng mà bạn em nói là rất là an toàn, là cái nhóm bên kia là khác nữa, cho nên em thấy rất là an toàn, thì thấy là coi như là mình đã vui rồi. Các bạn cũng biết đó, đi đâu chơi cũng vậy, bây giờ nó nhiều thứ mà kinh khủng quá. Thì sau theo cái sự mà điều tra của cảnh sát đó, thì người ta cho biết rằng là những cái đồ ăn mà đặt đó thì đồ ăn vẫn còn y nguyên như vậy, không có đụng, chưa có đụng vào, untouched, tức là chưa có đụng vào luôn các bạn. Thì theo báo Mỹ đăng là như vậy nha, tí em sẽ đọc báo Việt Nam. Thì các bạn thấy đó, cái này là chưa có ăn đồ ăn mà cũng không có bị đánh đập, cũng không có bị cướp, cũng không có dấu vết cướp, không có gì dấu vết đánh đập. Như vậy thì lý do tại sao mà chết, đó là một cái bí ẩn. Người ta nghi ngờ rằng là ngộ độc. Trong cái nhóm này đây, lúc mà họ đặt cái khách sạn đó, hình như là tổng cộng là 7 người đặt, nhưng mà chỉ có 5 người là check in thôi, rồi sau đó còn một người thì hình như là chưa tới hay cái gì đó, rồi họ giờ từ tầng số 7 xuống tới tầng số 5 và tất cả nằm chết trong đó. Rồi cái người mà clean up là người phát hiện đó các bạn, phát hiện là họ chết trong đó, cái người mà dọn dẹp khách sạn đó. Cho nên bây giờ là một cái vụ án là rất là bí ẩn, mình không biết được đúng không? Thì để coi có tin gì mới về cái vụ này hơn không nha. Cái đó đã xảy ra ngày hôm qua rồi. Bây giờ có cái báo nào mới, báo nào mà chính thức á thì em sẽ đọc cho các bạn. Em có đọc cái báo Mỹ nhưng mà cái này báo người là đọc báo Mỹ. Cái báo của RFA đi. Nó nằm bên đây. Quên. Thì Thái Lan 6 người Việt gồm cả quốc tịch Mỹ chết tại khách sạn Bangkok đó các bạn. Kinh khủng quá ha. Ok. Cảnh sát đi vào bên trong khách sạn Grand Hyatt, nơi có ít nhất 6 người Việt được cho là đã chết. Một quan chức cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại một khách sạn ở Bangkok hôm 16 tháng 7 và cho biết thêm rằng họ đều là công dân Việt Nam. VN Express trích dẫn lời Thủ tướng Thái Lan cho biết thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân là người Mỹ gốc Việt. Quan chức cảnh sát giấu tên đã bác bỏ những thông tin trước đó trên truyền thông Thái Lan
rằng 6 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. Thì cái thật sự cái vụ này không phải là vụ nổ súng nha các bạn, cho nên họ đã bác bỏ cái những cái tin đó, không có dấu hiệu của một vụ nổ súng. Quan chức này nói với Reuters là mà không giải thích thêm. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã không trả lời cuộc gọi từ Reuters qua số điện thoại được liệt kê trên website của họ. Cảnh sát và các dịch vụ y tế không thể đưa ra bình luận ngay lập tức. Đưa tin về vụ việc ở Bangkok Post cho biết 6 du khách này chết vì ngộ độc, chứ không phải vì xả súng như tin tức ban đầu. Cảnh sát đã được báo tin về vụ việc xảy ra khách sạn Grand Hyatt ở quận Pathumwan vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 7. Họ đã phát hiện 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ chết bên trong một căn phòng, không có dấu hiệu giằng co, hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước. Cảnh sát đang kiểm tra hình ảnh camera giám sát và thẩm vấn các nhân viên để thu thập manh mối. Các nhà điều tra xác định các nạn nhân là 2 người Việt có quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt Nam. Trên người họ không có vết bầm và sau đó họ được xác nhận là chết vì ngộ độc. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa rõ liệu họ đã tự sát hay bị người khác đầu độc. Thì cái đó là bài của trên đài BBC hả? No, RFA. Rồi có một bài của người tiếng Mỹ nữa các bạn. Để em lục cái tiếng Mỹ ra ngộ độc ngày hôm qua cho các bạn xem. Cái này là của đài BBC News. Viết bằng tiếng Mỹ. Đó, tức là 6 người nó dũng dứt đại khái giống như là bây giờ họ đang làm một cái sự bí ẩn. Quảng cáo nữa. Đây là một cái sự bí ẩn là tại sao mà chết. Đó. À, cái này họ cũng đang giống gì chúng ta đã dịch ra giống như cái bài hồi nãy thôi các bạn. He added that the effort is needed to find out the motive that the death were the result of killing or suicide. Ông 7 người book ở the hotel nhưng mà chỉ có 5 người check in và một người đó là không có đó. Unaccountable đó bạn, unaccounted. Và có một người nạn nhân tìm thấy được trong cái phòng nhưng mà không có match cái hotel record, tức là không có tên trong cái danh sách của mà người đặt đặt phòng đó các bạn. Và cái người đó là đã where the detective in drink order to the soup. Tức là trước 14 giờ là họ đã order một cái nước gì đó. Và những cái đồ ăn mà họ order đó là không có đụng vào. Đó là cái bài đây là những cái thức ăn mà họ đã order đây các bạn, có rượu, có nước, có uống. Đầy đủ đồ ăn hết nhưng mà trên bàn vẫn còn như vậy, không chưa có đụng vào. Thì đó là những cái thức ăn mà họ chưa có đụng vào nha. Và họ, những người này là họ phải schedule, tức là họ phải check out, họ phải trả phòng vào ngày thứ hai. Và họ đi từ tầng thứ bảy xuống tới tầng thứ năm. Là tầng thứ năm á, là cái body của họ, tức là cái thân, cái xác của họ đã tìm thấy được trong cái phòng bởi những người mà dọn dẹp trong đó đó các bạn. Họ, những người mà điều tra viên đó, họ không có thay tìm thấy những cái dấu vết về đánh lộn hay là cướp. Và có một cái thân, cái xác đã tìm thấy là bởi vì bị collapse, tức là bị giống như đột quỵ, các bạn bị collapse. Tự nhiên tuột xuống cái đó, giống như là gì em không biết dịch tiếng Việt như thế nào. Và trong cái phòng bathroom, tức là phòng tắm, thì họ tìm được những ly trà energy drink và những cái mật ong energy drink là những cái thuốc tăng lực. À không phải, nước tăng lực đó các bạn, đã tìm thấy trong đó và đã tất cả đều được mở ra. Và có 2 người nạn nhân đang bò tới cái, tìm cách để bò tới cái cửa của cái hotel, cái suite door và đã bị khóa từ bên trong và không có đủ thời gian để mà mở cái cửa đó, thì cái chốt khóa khách sạn nó có cái chốt trên để khóa nữa các bạn. Và những hành lý của nạn nhân thì bây giờ sẽ được tìm
coi theo cái sự điều tra. Cái chỗ Grand Hyatt này đó là một cái chỗ popular tourist spot, tức là một nơi rất là nổi tiếng cho những người du lịch đó các bạn. Và những người mà thủ tướng này cho chính chính quyền của Thái Lan không muốn cái chuyện này phải bị ảnh hưởng tới những cái hình ảnh xấu về Thái Lan cho những người mà ấy đó các bạn, cho những người mà du lịch đó. Thì đó là cái thông tin mới nhất mà của đài BBC đã cho biết là như vậy. Thì hình như là em có một cái đây là những người mà hình của những người mà bị nạn nhân đây nè các bạn. Có Sherin Chong, Mr. Hưng, tên Hưng Đăng, Đặng Văn Hưng, rồi Nguyễn Thị Phương Lan, Hồng Hồng Phạm Thanh Hồng, Trần Phú Đình và Nguyễn Thị Hương. Đó là những người đã tìm thấy chết ở trong cái khách sạn. Đó các bạn thấy ghê chưa? Kinh khủng quá, cuộc sống mà các bạn. Ghê quá ha. Đi chơi mà chết. Thì trong cái thời gian mà như vậy đó, em có thấy bên nhóm của Hồng Loan cũng như bạn em có đi trong đó, đi rất là đông. Cho nên em cũng quan tâm, tại vì cũng cùng lúc tới Thái Lan luôn, đang ở Thái Lan luôn các bạn. Cho nên em không biết là như thế nào. Thì cũng thấy đó là em nhắn tin cho biết liền, khi mà em nhận được thông tin đó là em nhắn tin cho bên đó điện là coi mọi người có được an toàn hay không. Rồi có được cái an toàn đó là cái quan trọng nhất. Thì em tại cũng là những người đó là cũng có hai trong nhóm đó cũng có hai người từ ở Mỹ về. Cũng từ ở Mỹ về đó các bạn. À, máy bay đáp rồi. Em đang hiện tại là em đang ở phi trường Long Beach các bạn. Thì máy bay mới đáp được chừng đâu 4 phút rồi. Thì các bạn cũng thấy đó là có cái cuộc đời này mình không thể nào biết được cái sự cái này á, đồ ăn á, thì không có đụng, nước uống thì mở banh, nhưng mà có hai cái người sắp bị chết chạy tới để giống như muốn mở cửa để mà cầu cứu, thì cái cửa đã trên nó đã khóa nhưng mà không có đủ thời gian để mà không có đủ còn sức nữa, như vậy là chắc chắn là bị ngộ độc rồi các bạn. Nhưng mà ngộ độc từ ở đâu, chắc có lẽ là từ ở bên ngoài hay là trong đồ ăn thì không đụng rồi đó. Hành lý đồ thì cũng không có bị dấu hiệu bị cướp. Hành lý đồ thì cũng không có bị cướp. Như vậy thì cái này chắc có lẽ là bị thù cá nhân riêng, rồi rủ nhau đi chơi rồi sẵn đó ấy luôn, thủ tiêu luôn. Mà thủ tiêu bằng chỉ có cách ngộ độc thôi, hoặc là thuốc gì đó. Đó, thì chỉ có nước như vậy thôi. Thì các bạn thấy cái cuộc đời này nó có nhiều thứ quá. Cái thù cái này là chắc chắn có thù cá nhân gì đó, ghét cá nhân đó, nhưng mà tại sao tới 6 người lận? Mà những người này du lịch thì đâu có phiền nà phiền với ai. Cho nên cảnh sát đang điều tra coi sự việc nó như thế nào. Khiến như mà họ đã uống những cái chất độc ở bên ngoài tới 1-2 tiếng sau mới phát độc đó, hay là uống cái gì đó vô rồi đụng cái nước gì đó khác đụng vô thì nó sẽ trở thành độc, thì tất cả sẽ chết. Nếu như mà cái người mà hạ độc này đó mà biết được cái chiêu cái đường dây đó, coi như là cái người này rất là cao siêu. Tại vì nó có nhiều loại thuốc,
nó kỵ cái này kỵ cái nọ, chẳng hạn như cái có một cái thuốc gì đó nó kỵ nước ngọt đi, cái cho mình uống mình bỏ cái thuốc ăn hay gì đó, mình ăn mình uống vô, cái tiên đụng cái nước ngọt vô, cái hai cái nó bị chạm nhau, nó thành quá chất đó là chết. Có nhiều thứ lắm các bạn mình không biết được, nhưng mà cái người này bỏ độc này rất là cao siêu nè, tại vì nó có thể là bỏ độc trước khi mà đi vào trong khách sạn, trước khi vào trong khách sạn. Tại vì nếu như mà vào trong khách sạn á, là nó sẽ biết rằng nếu như mà nó hãm sát trong khách sạn á, thì trong khách sạn nó rất là nhiều camera, những người nào ra vô thì sẽ nhìn thấy được hết. Thì 6 người, 7 người, một nhóm 7 người luôn các bạn. Nhưng mà có một người thì không có trong cái danh sách, trong cái phòng đó. Vì chắc có lẽ là bạn bè. Nhưng mà nếu như mà cái người trong đó đó mà họ hạ hết á, mà họ tự tử luôn á, thì mấy người mà kiên trì như vậy đó thì chắc là đàn bà quá. Đàn ông sợ chết lắm. Chắc đàn bà quá. Thì mình suy đoán vậy thôi các bạn. Thì chắc chắn là một trong những người đó là người hung thủ trong đó, nhưng mà họ cũng ôm nhau mà chết. Thuốc chuột á, các bạn biết thuốc chuột không? Thuốc chuột đổ vô cái chết, nhưng mà cái đồ ăn không ăn, cái này là thuốc, cái này đây là phải, không phải bỏ vô đồ ăn mà là bỏ vô trong những cái nước uống. Tại vì có những cái nước uống mà đã bị mở ra, energy drink, nó rất là độc. Có thể khả năng là cái nước mà energy drink các bạn, trong đó nó có độc trong đó. Mà mình nhiều khi nó hết hạn hay nó bị cái gì đó, nó gì đó. Nhưng mà nếu mà điều tra được từ energy drink á, thì chắc chắn là cái hãng nó sẽ đền, cái hãng nó sẽ bị lên án. Mình không biết được các bạn, không biết được là gì ngộ độc từ cái hãng hay là từ cái. Cho nên các bạn cũng thấy đó các bạn, nhiều khi mình đi ăn mình bị trúng thực, mình bị uống nước mình bị trúng thực nữa, mình tiêu chảy tùm lum, nhưng mà cái này mà chết luôn á, tức là rất là nặng lắm đó. Thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bác, cho các bạn theo những tin tức theo tiếp cho những cái phần đó. Thì em cho các bạn coi sơ sơ là như vậy. Thì đây là những cái ly nước mà ly trà rồi mà họ tìm thấy trên bàn này các bạn. Đây, cái này là những cái ly trà đó, để sẵn trà này, trà nóng này, uống này, 1, 2, 3, 4, 5 ly trên bàn mà 6 người chết. Đó, những cái trà đó là những cái này là những cái thức mà ta tìm thấy được. Và đây là những người đã khiêng những cái hành lý đồ đi vào bên trong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 5 người thôi, mà có một người khác là cái người, một người đó là cái người thứ 6 đó, là không có trong danh sách của trong khách sạn. Thì đây là những cái hình ảnh mà lúc này là 14 giờ 3, ngày 15 tháng 7, tức là họ vào đó lúc ngày 15 tháng 7 tới ngày 16 mới chết. Những người này là những người, chắc có lẽ có một số người, hai người ở Mỹ, không có giống đại gia không nữa. Khoảng sau 14 giờ ngày 15, những người ở phòng khác trả phòng và tới phòng 502 của bà Phong Charing, án mạng xảy ra sau đó. Tức là những người khác đó là họ đã từ lầu 7 chở cả cái phòng lầu 7 thì xuống vào phòng lầu 5, và cái phòng ở đó là phòng 502 là của bà Chong Charing. Chong Charing bà cũng chết luôn. Đó. Thì cái này mình không có biết được là sự việc như thế nào. Cho nên cái gì cũng vậy á, người ngoài khó hại chúng ta, chỉ có người trong nhà mới hại được chúng ta thôi nha các bạn. Mình không có đề phòng người. Mình á thì phòng ngừa người ngoài, nhưng mà người nhà thì mình không có phòng ngừa. Cho nên kinh khủng quá. À, thì có thông theo người tin á, thì là cảnh sát Thái Lan á đã khẳng định rằng á, là một trong 6 nạn nhân đã bỏ chất độc cyanua vào nước uống. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết sau chết là chất độc cyanua. Các bác sĩ đang làm thêm xét nghiệm máu để xác định làm lượng trong máu của người chết. 2 bình nước inox trên bàn ăn được khách sạn khẳng định không phải của khách sạn. Trong phòng tắm, cảnh sát tìm thấy một bình trà, một chai nước khoáng và một chai mật ong. Thì đó, thì nãy em có nói đó. Tức là cái chất cyanua là chất gì đây? Để em tìm hiểu coi. Kinh khủng quá ha. Cyanua là gì? Cyanide, tức là cái này thuốc độc. In chemistry, it's a compound that contains
cái cho em nói mà có cái chất gì đó, cái người này rất là calcium, nó có sẽ có cái chất gì đó đụng nhau thì nó sẽ bị ấy ra. Thì cái chất này nó gọi là cyanide chemical compound đó các bạn, chất hóa chất đó, cái đó là cái hóa chất. Cái này là độc nhất trong các chất chất độc nha các bạn. Cái chất này đó là, để coi chết trong bao lâu, hít phải chỉ có chứa với nồng độ trong không khí đạt 270 sẽ tử vong ngay lập tức hoặc trong vòng 30 phút nếu nồng độ đạt 110. Nên có thể hấp thụ qua da, nhiễm vào cơ thể thông qua ăn uống, hít thở, chích vào trong máu. Đó, chà, mấy cái này nè. Thì cái này là theo thông tin là vị bác sĩ cho biết là chết về cái chất cyanide đó. Ngộ độc cyanide và cách xử trí. Cyanide là còn gọi là cyanide, là chất cực độc tồn tại ở nhiều dạng gồm rắn, lỏng, khí, dạng tiền chất, có trong một số thực phẩm như như sắn, măng, hạt quả táo. Bài viết cyanide có trong nguồn nhiều nguồn độc khác nhau như đám khói cháy, nhất là cháy vật dụng như len, tơ tằm, cao su tổng hợp, các chất phthalein từ nhựa, dẻo, sơn, keo, chất chống cách âm, nện, hóa chất từ phòng thí nghiệm hay sản xuất công nghiệp như luyện kim, chụp rửa ảnh, làm nữ trang hay đồ nhựa, khai thác mỏ, chất thải cũng có thể sinh ra cyanide. Trong tự nhiên, cyanide có trong một số thực vật như khoai mì, măng, hạt quả táo hay mặn Hà Nội hoặc cherry. Anh đào, hạt nhân đắng, những thực vật này có chứa glycoside, khi ăn vào qua đường tiêu hóa sẽ phóng thích ra cyanide gây ngộ độc. Cyanide là hóa chất cực độc, liều tử vong khi nuốt phải 1-3 mg, hoặc nếu nồng độ trong máu 3 mg, hít phải khí có chứa cyanide với nồng độ trong không khí đạt 270 sẽ tử vong ngay lập tức trong vòng 30 phút nếu nồng độ đạt 110. Như vậy là chết trong vòng 30 phút, chắc là chết liền, tử vong ngay, tức là cái nồng độ tới 270 lần. Có thể hấp thụ qua da, nhiễm vào cơ thể thông qua ăn uống, hít thở, chích thẳng vào trong máu. Cyanide gây ức chế hô hấp tế bào, ngăn cản quá trình hấp thụ oxy của tế bào, khiến tế bào chết đi. Chúng có tác dụng rất nhanh, mạnh, tác động vào hệ hô hấp và thần kinh, gây nhiễm độc cấp tính, dẫn đến ngưng tim, có thể gây tử vong ngay sau vài phút. Những người sống sót sau ngộ độc cyanide có nặng có thể bị di chứng thần kinh như có biểu hiện của Parkinson, vận động chậm, co cứng, triệu chứng ngộ độc. Ngộ độc cyanide cấp tính có tác dụng nhanh hay chậm tùy theo vào nhiều yếu tố như liều lượng, mức độ độc của từng loại cyanide, đường tiếp xúc là gì. Ví dụ hít thở phải khí hydrogen, chính dung dịch dạng muối vào mạch máu thì chỉ cần vài giây. Nếu qua ăn uống thường sẽ mất vài phút. Ăn phải những loài trái hay thực vật thì có thể xuất hiện triệu chứng chậm hơn sau vài giờ hoặc là ngày hôm sau vì cần qua chuyển hóa. Người chúng độc thường có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, bứt rứt, lơ mơ, có khi co giật, hôn mê, đau bụng, buồn nôn. Lúc đầu sẽ có thở nhanh, nhịp tim tăng, nhưng sau đó sẽ trụy tim mạch. Điều này xảy ra do tiếp xúc với lượng rất nhỏ, lâu ngày, có thể từ thói quen ăn uống, các loại thực phẩm chứa cyanide hoặc liên quan nghề nghiệp, làm việc trong môi trường có chất này. Các triệu chứng thường diễn ra từ từ và mức độ nghiêm trọng tăng. Xử trí, tình huống cấp tính, bệnh nhân sẽ có lơ mơ, hôn mê, khó thở, cần phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt để được hồi sức cấp cứu. Tình huống ngộ độc hay nhiễm độc cyanide thường sẽ không được nhìn ra ngay từ đầu, trừ khi biết trước đang tiếp xúc với chất có cyanide. Nếu không biết nguồn độc, không biết do nguyên nhân gì mà vẫn nghi ngờ ngộ độc hay nhiễm độc, gọi xin tư vấn ngay.
Thì theo cái thông tin á mà trên mạng em lấy được đó là mấy người cảnh sát đó đó à, mấy người bị đó đó là bị ngộ độc về xenon đó các bạn, kinh khủng ghê chưa đó. Thì em sẽ chia sẻ cho các bạn như vậy đó, là cho nên các bạn cũng thấy đó, mình phải nên cẩn thận khi mà mình ăn uống. Nhưng mà cái bà này là John Sherry, bà cũng bị ngộ độc ngay đó luôn, hay là cái phòng của bà đang có cái chất độc đó trong đó mà không có ai biết, mà đi vào trong đó thì lại chết hết. Vậy cái đó mình nó đi qua cái đường da, đường hít vào, mình hít nhiều quá, đường đồ ăn đồ nữa các bạn, mình hít nhiều quá mình vô cái phòng nó ngộ độc trong đó, chứ có lẽ là có cái chai xịt gì trong đó mình không biết được như thế nào. Thì tất cả đều chết trong cái phòng 502. Và ở tầng thứ 5 thì cái gì cũng vậy, cũng có một cái lý do, cái nguyên nhân, nhưng mà không biết vì sao, hay là có người nào đó bị một cách xịt cái thước gì trong đó mình không biết được. Thì những khi mà vào trong những cái phòng khách sạn là chỉ có những nhân viên dọn dẹp mới vào được trong khách sạn thôi, nhưng mà những người này là những người bình thường, đâu phải là những người chính trị gia hay là những người này nọ đâu, mà tại sao lại bị ngộ độc như vậy thì mình không có biết rõ, chưa có biết rõ được như thế nào, thì tin tức như thế nào thì mình cũng chưa biết. Thì sau này có cái thông tin gì về những cái vấn đề này đó thì em sẽ cho các bạn biết. Thì bây giờ trở lại với lại cái nhóm của bạn em là đi qua bên Thái Lan, thì cho các bạn coi về cái hình ảnh nha. Đây chẳng hạn như cái hình ảnh này rất là đẹp của ba người đây, tức là Ni, Hồng Loan và bạn em đó. Thì em thấy nguyên nhóm đi qua Thái Lan, em thấy như vậy đó, cho nên em đã liên lạc hỏi coi có sao hay không. Thì mọi người bình yên như vậy thì là quá vui rồi. Trời ơi, Hồng Loan mặc đồ Thái Lan vô cũng cũng dễ thương quá ha, cho các bạn xem nè. Đó, Hồng Loan với bạn em á. Cái người bạn này em cậu đa nói chung là đã quen rất là lâu rồi các bạn. Lúc đó là trước khi hồi xưa đó là làm việc chung với là chị Việt Hương. Lúc đó là bán mỹ phẩm cái gì sản phẩm gì cho chị Việt Hương, đó là bên Hương Thị đó các bạn. Rồi nói chung là cùng là chị em kết nghĩa là chị Việt Hương. Rồi quen biết rất là lâu, chắc cũng có 10 năm quá, em không nhớ rõ là bao lâu nữa các bạn. Cho nên là lúc mà em đang lướt Facebook gì nè, cái em thấy đăng lên bên thấy Hồng Loan rồi với con gái rồi nguyên một đại gia đình đi qua bên Thái Lan, có má tư đi nữa, thì em mới thấy chết cha, có 6 người, trong đó có hai người Việt kiều, thì bạn không là Việt kiều mà, cho nên em mới gọi liền, em nói có sao không? Không sao là được rồi, em chỉ lo lắng thôi các bạn. Nói chung là bất cứ người nào chết mình cũng cũng nên lo lắng cho họ, nhưng mà người thân của mình quen biết của mình coi coi có phải là như vậy hay không, coi có chính cái tin tức có chính xác hay không nữa. Rồi thấy tại thấy lúc đầu là thấy đăng lên Facebook trước, rồi sau sau đó rồi rồi mấy ấy các bạn hiểu không, cho nên mới coi coi có chính xác hay không. Thì thật sự ra là có cái vụ đó xảy ra, cho nên rất là mệt phải không các bạn. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây, và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và an lành và hạnh phúc nhé. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share để theo dõi những video clip kế tiếp. Còn một thông tin nữa mà em chưa chia sẻ, đó là về anh Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm hát, thì em sẽ chia sẻ sau cho các bạn nha. Rồi, chúc các bạn một ngày thật an lành và hạnh phúc. Bây giờ em phải đi rồi, hẹn gặp các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn. Xin hẹn các bạn vào video kế tiếp. Bye bye.